À, hôm nay em giới thiệu các anh chị cái mẫu bầu dục đu dây có nhựa khung sắt nha. Theo yêu cầu của một số anh chị thì em làm thêm cái mẫu này. Chỉ là đồ miếng gỗ. Đường kính từ quay tới quay thì 34 cm á. Đường kính ngang này khoảng cỡ 24. Cao từ đáy 9 cm, đỉnh quay là khoảng cỡ 24 cm. Bầu dục dây nhựa nha, rồi các anh chị xem tham khảo.